Rồi ở đây ha, thì bây giờ là trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách để ghép ảnh vào trong một cái background bất kỳ. Thì thực ra đây là một cái video mà nó cũng chỉ là một cái cơ bản ban đầu thôi, chứ nó không hẳn là một cái về manipulation như là nhiều bạn vẫn đang um, hy vọng. Bởi vì uh, khi mà chúng ta muốn làm một cảnh manipulation thì các bạn cứ phải đi từ cái bước Cơ bản trước đã và cơ bản chúng ta nắm được một vài cái lý thuyết chúng ta áp dụng vào Thì Uyên nghĩ rằng khi mà chúng ta nắm được cái lý thuyết của nó rồi Các bạn sẽ ghép được vào tất cả những cái hình khác rất là dễ Nếu mà như các bạn nào chưa biết á, thì... Uyên có một cái video ở trên kênh YouTube của mình, đó là một cái video mà ba yếu tố quan trọng khi ghép ảnh bằng Photoshop thì trong những cái video trong cái video đó thì Uyên có chia sẻ cho các bạn ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là về phối cảnh. Phối cảnh này cái góc chụp của nó phải khớp với nhau thì cái chiều của cái hình khi mà chúng ta ghép vào nó mới chính xác được rồi một cái yếu tố thứ hai đó là về ánh sáng cái nguồn sáng nó phải khớp với nhau rồi màu sắc thì đây là ba cái yếu tố mà chúng ta cần phải biết khi mà chúng ta cắt ghép hình đó là cái cơ bản nhất luôn thì trong cái ánh sáng này này chúng ta sẽ có một cái đi kèm với cái ánh sáng đó là cái độ tương phản độ tương phản nó sẽ đi kèm chung với lại cái ánh sáng này. Đó. Và về màu sắc thì trong cái màu sắc nó sẽ chia ra một cái là hue và một cái là saturation. Luôn luôn là như vậy ha. Đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải biết để chúng ta có thể cắt ghép hình và cái video live stream ngày hôm nay thì có thể là uyên sẽ nói hơi nhiều về lý thuyết thì uyên hy vọng rằng các bạn sẽ có một cái quyển sổ hoặc là một cái cây bút tờ giấy nào đó các bạn nốt lại từng bước để chúng ta có thể ghi nhớ nó được dễ hơn và với cái lý thuyết này thì các bạn có thể áp dụng vào trong tất cả những cái trường hợp khác để chúng ta có thể ghép hình một cách dễ hơn Đầu tiên thì Uyên sẽ giới thiệu cho các bạn về phối cảnh trước nha. Chúng ta hiểu sơ sơ qua một chút về cái lý thuyết phối cảnh trước khi bắt đầu vào nội dung của cái video thực hành. Thì ở đây là Uyên có một cái hình phối cảnh như thế này. Bạn có thể thấy nha, đây là những cái gần mình nhất này và đây là những cái xa mình nhất. Thì cái line màu đỏ này có thể nó là một cái trục và bạn có thể đặt một cái chủ thể của mình chính giữa vào trong cái trục line màu đỏ này. Rồi cái đường phía xa xa này là cái đường chân trời thì luôn luôn khi nào chúng ta chụp hình hoặc khi nào chúng ta cắt ghép hình các bạn vẫn phải có một cái đường chân trời để chúng ta làm chụp. Chúng ta làm chụp cho cái đường chân trời này. Thì ở đây uyên lấy ví dụ ha. Cái mắt của mình nhìn lúc nào cái mắt của mình nhìn thẳng thì cái đường chân trời nó cũng sẽ nằm ngay giữa của cái mắt mình như thế này thì khi mà chúng ta lựa chọn một cái stop để chúng ta cắt ghép vào, các bạn cũng cứ nhìn cái góc chụp của nó cũng sẽ tương đương với cái mắt của mình nhìn. Thì nếu mà các bạn nào mà làm về bên nhiếp ảnh bạn có thể thấy là khi mà chúng ta đưa cái máy ảnh lên trên mắt, chúng ta canh như vậy và chúng ta chụp thì cái hình của chúng ta chụp được đó nó cũng sẽ tương đương với lại cái hướng nhìn, cái góc nhìn của chúng ta so với cái con mắt của mình. Thì cái chụp để chúng ta có thể canh đó là cái cái hướng mắt của mình so với cái đường chân trời. Nếu mà chúng ta đứng thẳng chính diện như nếu mà chúng ta chụp theo một cái chiều hướng xuống thì cái đường chân trời nó sẽ thấp hơn. Còn nếu mà chúng ta chụp theo cái chiều hướng lên thì cái đường chân trời nó sẽ keo lên. Cái này tùy theo cái nhu cầu của mình khi mà chúng ta chụp tấm hình đó như thế nào. Và ở đây á, thì Uyên lấy ví dụ ha. Uyên có ba cái đối tượng như thế này. Thì cái này nếu mà chúng ta học hồi xưa mà Uyên nhớ là Uyên có đi học về bên vẽ tay, về bên mỹ thuật. Uyên học được vài buổi à. Thì thầy cũng có hướng dẫn Uyên khi mà Uyên vẽ một cái Chụp cái, vẽ một cái hình uh, khối trụ lập phương như thế này thì những cái ở phía sau này nó sẽ luôn luôn hội tụ lại một điểm chứ nó không phải là nó song song với nhau thì uyên lấy ví dụ như vậy ở đây các bạn thấy này nó sẽ có một cái là cái điểm hội tụ ở cái góc bên này tất cả những cái cạnh của nó nó sẽ hội tụ nó sẽ gom về thành một điểm thì cái điểm này nó gọi là điểm hội tụ và cái đường màu xanh mà nó nối những cái này lại nó sẽ gọi cái này là đường hội tụ màu đỏ là điểm ha màu xanh là đường và cái đường ngang ở đây nó sẽ là cái đường chân trời của mình tất cả những cái chủ thể của mình lúc nào nó cũng sẽ có một cái đường hội tụ nó hội tụ nó nhóm lại thành một cái điểm ở trên cái đường chân trời của mình lúc nào cũng như vậy hết thì cái luật phối cảnh nó cũng sẽ như thế cái luật phối cảnh của nó, nó là khi mà chúng ta cắt ghép một cái gì luôn luôn chúng ta cũng có một cái đường hội tụ vào trong cái đường chân trời như thế này đây là trường hợp mà cái hình của chúng ta nó chỉ có một cái đường hội tụ thôi một cái điểm hội tụ thôi và có một trường hợp khác chúng ta sẽ có là nó có tới hai cái điểm hội tụ bạn thấy này đó nó sẽ có hai cái điểm hội tụ tuy nhiên thì cho dù chúng ta đặt ở bất kỳ một cái vị trí nào đi chăng nữa thì cái điểm hội tụ của chúng ta nó cũng luôn luôn nằm ở trên cái đường chân trời do đó là khi mà chúng ta cắt ghép hình về cái luật phối cảnh lúc nào các bạn cũng sẽ luôn chú ý dùng cho uyên đến cái đường chân trời này đó bạn thấy ha, lúc nào nó cũng sẽ linh tới cái đường chân trời của mình hết. Rồi đây là một cái trường hợp mà nó có tới ba cái điểm hội tụ. Thì bạn thấy ha, hai cái điểm hội tụ luôn luôn nằm ở trên đường chân trời và một cái điểm hội tụ thứ ba thì luôn luôn thẳng vuông góc với lại cái đường chân trời. Bạn thấy lúc nào chúng ta cũng sẽ có ba cái điểm hội tụ như vậy và khi mà chúng ta cắt ghép hình chúng ta cũng chú ý khớp cái điểm hội tụ này lại thì chúng ta sẽ ghép được ra một cái hình mà nó đúng với lại cái luật phối cảnh rồi ở đây ha bây giờ uyên mở một cái hình ví dụ cho các bạn xem đây là cái hình mà uyên sử dụng để uyên làm cái 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 thumbnail của cái video cho chúng ta á, thì ở đây á, là uyên có tách cái hình này ra sẵn rồi là Thấy là ở đây Uyên có tách cái hình này ra sẵn rồi Thì để tách cái hình này ra á, Là chúng ta cũng có thể sử dụng rất là nhiều công cụ khác nhau Bây giờ ví dụ như là Uyên bỏ cái này đi Rồi, đây là một cái hình ha Và bây giờ ở đây Uyên sẽ Tạo một cái vùng chọn cho nó Máy vì nó đang live stream nên nó hơi bị nặng, nó lốt hơi lâu Rồi tạm thời thì Uyên sẽ bỏ cái phần bóng này đi Uyên lấy cái hình người thôi, Uyên không lấy cái bóng ở đây ha dùng con chuột khó vẽ quá khi mà chúng ta làm á có một cái vùng chọn như thế này các bạn đừng có tách cái hình của mình ra luôn nha đừng có cắt ra bạn sẽ ép cho nó một cái layer mask này luôn luôn chúng ta ép một cái layer mask vào để chúng ta làm việc cái nó được dễ hơn thì lúc này á, ví dụ yên có một tấm hình như thế này và bây giờ yên mở một cái background ra đây một cái background như thế này yên kéo cái hình này qua ha các bạn thấy này, khiên kéo cái hình này qua như thế này thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ xác định cái đường hội cái điểm hội tụ của cái hình này như thế nào cho nó khớp với nhau. Thì bên lấy ví dụ như là trong cái hình này lúc mà bên giữ phím shift bên ẩn cái layer mask đi thì bạn có thể thấy ha. Cái hình của cái thằng nhóc này này, cái đường chân trời ấy, nó nằm ở ngay cái phạm vi ở đây. Bạn thấy nào? Đó, nó sẽ có một cái đường chân trời nó nằm ngay chỗ phạm vi chỗ này. Ở đây hoặc là xích lên một chút ngay khúc này, đó, hai khúc này đều được cả, bạn thấy ha. Là chúng ta sẽ có một cái khoảng phạm vi như thế. Thì ở đây khi mà chúng ta ghép cái hình này vào, các bạn cũng sẽ so với lại cái đường chân trời của cái của cái hình background á. Đây là ví dụ hình background này, bạn có thể thấy là chúng ta có những cái điểm hội tụ. Ở đây Các bạn thấy ha khi mà chúng ta vẽ những cái shape này. Bên vẽ cái shape này nó nhỏ quá các bạn hơi khó nhìn, để bên cho nó dày lên một chút. Đó bạn có thể thấy ha, cái điểm hội tụ của mình nó nằm ngay cái chỗ này. Đó thì chúng ta sẽ xác định được một cái đường chân trời ở đây. Thì với cái đường chỗ này ha, nếu mà bây giờ chúng ta đưa cái hình thằng nhóc này này vào cho nó khớp với lại cái đường chân trời của cái hình thằng nhóc đó thì bạn có thể thấy là cái vị trí của nó sẽ nằm ngay chỗ này. Đó, cái vị trí của nó sẽ nằm ngay cái chỗ như thế này thì nó sẽ tương đương với lại cái đường chân trời của cái hình thằng nhóc này. Các bạn thấy ha, nó sẽ khớp với nhau như vậy. Thì theo đúng tỷ lệ, cái hình của chúng ta nó sẽ như thế này ghép vào nó sẽ đúng với lại cái tỷ lệ của mình và cái hình của chúng ta nó mới thật Đó, bên ví dụ như thế này ha thì bạn có thể thấy này cái phần phía dưới này chúng ta sẽ hơi bị thiếu một chút bởi vì do bởi vì do chúng ta di chuyển cái hình thằng nhóc đó đến đúng cái vị trí này thì cái background nó sẽ hơi hụt thì lúc này các bạn có thể bù thêm cái background này bằng cái content aware view Đó, bạn có thể thấy ha. Ở đây, lúc này chúng ta đã ghép được cái hình thằng nhóc này vào đúng với lại cái phối cảnh. Bạn thấy này, đó, đúng với cái phối cảnh của cái hình. Thì bạn thấy khi mà chúng ta nhìn như vậy, cái tỷ lệ của nó là tỷ lệ chính xác, tỷ lệ đúng bởi vì ở đây bạn thấy cái hình chiều cao của thằng nhóc nha so với lại chiều cao của những cái ngôi nhà này, tỷ lệ này là tỷ lệ đúng này. Đó, thì nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn phóng to hoặc là thu nhỏ cái hình thằng nhóc này lên, bạn có thể nhấn Ctrl T ha và lúc này á trong cái công cụ bạn nhấn Ctrl T thì ở phía trên cái thanh option này chúng ta có một cái dấu check, bạn check vào ngay cái cạnh ở bên trái này chúng ta check vào thì chúng ta xác định được cái tâm của nó. Thì lúc này ha với cái tâm này này, các bạn sẽ di chuyển cái tâm này vào đúng với lại cái đường chân trời. Bạn đặt ở bất kỳ một cái vị trí nào của cái đường chân trời cũng được hết. Đó, bạn đặt vào vị trí đường chân trời này. Sau đó là chúng ta nhấn Shift và Alt chúng ta scale cái thằng nhóc này. Đó, bạn thấy không? Đó. Khi mà chúng ta scale cái thằng nhóc này thì luôn luôn chúng ta scale đúng với lại cái tỷ lệ, đúng với cái phối cảnh của nó bởi vì lúc nào nó cũng sẽ đưa về cái đường chân trời đưa về cái đường hội tụ ở đây đó cái điểm hội tụ ngay khúc chỗ này bạn thấy à ship and the này zoom này khi uyên zoom nhỏ như thế này bạn thấy nó cũng vẫn đúng cái tỷ lệ mà khi mà uyên zoom bự lên thế này nó cũng vẫn đúng cái tỷ lệ vẫn đúng theo cái phối cảnh đó phóng to thu nhỏ tùy ý của mình bạn thấy chưa chúng ta lúc này thì chúng ta có thể phóng to thu nhỏ bao nhiêu đó tùy ý mình và lúc nào nó cũng sẽ đi theo đúng cái tỷ lệ đúng theo cái phối cảnh của mình hết và khi mà các bạn ghép bất cứ một cái gì nó cũng sẽ đi theo cùng cái phối cảnh như thế này. <laughs> Phúc cứ kêu video quay sẵn mới ghê chứ. Phúc ơi đừng phá Phúc à. Đó, đó là cái trường hợp mà chúng ta scale cái hình này theo đúng cái phối cảnh, theo kích thước nào nó cũng sẽ vô đúng cái tỷ lệ của nó hết. Còn trường hợp nếu mà tại sao ở đây Uyên lại đặt một cái hình thằng nhóc nó to như thế này, bạn thấy không? À, khi mà Uyên làm hình thằng nhóc nó to như thế này này là nó đặt ngay giữa của tấm hình luôn. Ngay giữa tấm hình luôn nó không có theo cái phối cảnh mà Uyên đang làm ở đây. Bạn thấy à, cái hình phối cảnh ở đây là cái hình thằng nhóc nó chỉ có tới nhiêu đây à, nó không thể nào nó to như vậy được. Nếu mà trường hợp chúng ta làm nó to như vậy thì bạn thấy là nó sẽ lấn ra ngoài như vậy này. Đó bạn thấy không? Nó sẽ lấn ra ngoài như thế này chứ nó không thể nào mà nó nằm trực tiếp cái thằng nhóc đó vào trong ở giữa như vậy được. Thì trong trường hợp nếu mà các bạn phóng to lên như thế này Bạn thấy là cái hình của mình nó nó nó, nó đúng cái kích thước đúng không? Đúng theo cái tỷ lệ Nhưng mà Uyên lại đưa cho nó xích vào Và Uyên làm cho hình thằng nhóc nó nó to lên Đó, Uyên làm là như thế này này như thế này thì khi mà uyên làm như vậy là uyên cố tình làm cho nó khác cho nó sai với lại cái phối cảnh ra thì khi mà chúng ta làm một cái mà nó khác với cái phối cảnh như vậy thì bạn nhìn vào bạn sẽ thấy là cái thằng nhóc này nó rất là to luôn nó y như là một cái người khổng lồ luôn chứ nó không đúng theo cái hình hồi nãy của chúng ta nữa Ê, hình hồi nãy của chúng ta nó như thế này này đó nó như thế này thì khi mà các bạn Di chuyển nó bạn giữ phím Shift, bạn di chuyển theo chiều ngang này nè Đó đặt vị trí nào cũng được cả Di chuyển theo chiều ngang nó cũng vẫn đúng theo cái tỷ lệ, theo đúng cái phối cảnh Nhưng mà khi mà Uyên làm cho nó to ra Thì nó bị sai theo cái phối cảnh, đó sai theo cái phối cảnh thì lúc này cái điểm hội tụ của thằng nhóc này ngay chỗ ngang cái mắt đó, nó không còn nằm trong cái đường chân trời nữa và nó nằm ở một cái đường chỗ khác rồi thì lúc này nó bị sai với cái phối cảnh thì bạn nhìn thấy là cái hình của chúng ta nhìn nó y như người khổng lồ luôn thì đây cũng là một cái cách mà chúng ta muốn sử dụng để chúng ta cắt ghép một cái hình nào đó mà chúng ta làm cho nó thành một cái người khổng lồ lên tạo ấn tượng hơn tạo ấn tượng hơn cho đúng cái người khổng lồ to lên như thế này đó thì bạn có thể là sử dụng cái cách như thế này chúng ta di chuyển cái 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 đường chân trời của nó xích lên thì lúc đấy chúng ta sẽ tạo được một cái hình với lại cái với lại cái cái khổng lồ như thế này ha các bạn đấy là hình video mà uyên quay sẵn không bao giờ uyên nói vấp như vậy hết chỉ khi nào uyên đang livestream uyên đang nói trực tiếp nó mới vấp như vậy thôi đó thì đây là những cái mà về cái luật phối cảnh mà chúng ta xác định cái đúng cái đường chân trời của nó và một cái luật phối cảnh thứ hai nữa uyên muốn giới thiệu cho các bạn là ở đây ha ví dụ uyên mở cái phần này ra lại khi mà chúng ta đặt bất kỳ một cái vật nào đó như thế này nè uyên lấy ví dụ ha trong ba cái ba cái, cái 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 khối này đi ở đây uyên có một cái khối thứ thứ tư này các bạn thấy không một cái khối thứ tư như thế này nếu mà ví dụ như là uyên không đặt cái khối thứ tư này vào đúng cái điểm hội tụ bạn thấy đó, nó nằm sai ở cái đường chân trời ấy, thì bạn nhìn thấy nó rất là to nó không đúng theo cái điểm hội tụ không đúng theo cái tỷ lệ còn trong trường hợp nếu mà uyên di chuyển cái khối này về đúng cái đường chân trời đó về đúng cái đường chân trời thì bạn sẽ thấy là nó sẽ đúng cái tỷ lệ của cái khối của, của chúng ta hơn đây di chuyển này đó di chuyển bất cứ một cái vị trí nào lúc nào nó cũng sẽ đúng theo cái tỷ lệ của nó hết và cái cách mà chúng ta phóng to thu nhỏ cũng là cách hồi nãy uyên vừa mới làm rồi một cái nữa đó là khi mà chúng ta có một cái hình như thế này nếu mà chúng ta di chuyển cái tâm của nó vào đây ha vào cái đường chân trời này và chúng ta scale ship atlas scale nó lại bạn thấy này đó chúng ta sẽ có được một cái nó nhỏ như thế này đó là về kích thước ha về kích thước nó sẽ nhỏ xíu xíu, xíu như thế này này đó nó ở phía rất là xa lơ xa lắc nó nhỏ như thế này thì chúng ta có một cái quy luật đó là những cái gì mà chúng ta xác định là ví dụ như Uyên Đạt nó ở ngay cái đường màu đỏ này là cái chủ thể chính của chúng ta. Thì cái chủ thể chính của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng sẽ sắc nét hơn những cái ở xung quanh hết. Bạn thấy khi mà chúng ta đi chụp hình cũng vậy đi. Bạn muốn lấy nét vào cái chủ thể của mình thì bạn cũng sẽ phải chọn đúng cái chủ thể đó và chúng ta lấy làm sao cho nó nét nhất. Thì cái đó là cái chính của chúng ta nằm ngay ở cái đường màu đỏ này. Còn Đối với cái chủ thể chính nó, chúng ta sẽ chia ra tiếp là mình có một cái là tiền cảnh và một cái là hậu cảnh. Thì cái tiền cảnh là những cái ở càng gần mình này, càng gần mình thì nó sẽ càng là tiền cảnh. Em lấy ví dụ ha. Khi mà chúng ta có một cái gì đó đặt ở trước mắt mình như thế này, bạn thấy là với một cái 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 độ một cái khoảng cách cố định như thế nào đó thì chúng ta sẽ nhìn nó rất là rất là rõ. Còn nếu mà chúng ta càng để sát cái mắt mình như thế này, càng về sát cái mắt của mình thì nó sẽ càng mờ. Bạn cứ đặt trường hợp cái tay mình vào sát cái mắt thì bạn cũng thấy cái tay mình nó rất là mờ. Đó là nó bị ao nét. Càng gần cái mắt của mình nó sẽ càng bị ao nét. Đó là cái tiền cảnh. Thì cái hậu cảnh ở phía xa sau cái người của mình phía sau này cũng vậy này. Càng xa xa thì nó cũng sẽ càng mờ dần đi như vậy. Cho nên là chúng ta có một cái quy luật ở đây. Đó là khi mà chúng ta làm Đối với lại tiền cảnh và đối với hậu cảnh chúng ta sẽ có hai cái nó khác nhau. Ở đây ha, đối với lại tiền cảnh thì kích với cái phần nào mà càng gần mình à, càng gần mình thì nó sẽ càng to, càng gần nó càng to ha. À, bạn ơi cái này uyên làm theo đúng cái chủ đề uyên soạn ra chứ uyên không có làm theo yêu cầu của các bạn cho nên là các bạn yêu cầu những cái nội dung khác thì uyên sẽ không có hướng dẫn trong cái buổi live stream ngày hôm nay ha rồi càng gần nó cũng sẽ càng nhòe càng nhòe là chúng ta nhìn nó bị giống như nó bị blur nó bị nhòe đi nó không nhìn rõ nữa rồi đó thì bạn thấy là là chúng ta sẽ có những cái tiền cảnh của mình nó càng gần về mình thì nó sẽ kích thước nó sẽ càng to hơn và nó càng nhòe hơn cái nhòe này thì các bạn cứ dùng blur thôi chúng ta blur một cái mức nào đó nó càng càng gần thì nó sẽ càng nhòe ra đó là trường hợp mà nó bị ao nó bị ao nét ha còn về cái hậu cảnh về cái hậu cảnh của mình ấy, thì chúng ta sẽ có thứ nhất là càng xa thì nó sẽ càng nhỏ kích thước nó sẽ càng nhỏ dần đi và càng xa thì nó sẽ càng nhòe dần đi. Đó. Và càng xa thì nó sẽ càng mờ dần đi. Các bạn cứ lưu ý dùm cho Uyên hai cái yếu tố như thế này. Tiền cảnh và hậu cảnh. Bạn cứ xác định một cái chủ thể của mình trước. Sau đó các bạn ghép thêm bất cứ một cái gì vào thì lúc nào chúng ta cũng sẽ đi theo cái quy tắc như thế này. Các bạn nốt nó lại thì lúc đó chúng ta có thể cân chỉnh nó được dễ hơn. Ở đây thì về cái kỹ thuật nha để chúng ta làm cái này á để mình lấy càng xa càng nhỏ thì chúng ta sẽ scale bạn thấy ha scale scale nó nhỏ lại giống như hồi nãy uyên vừa mới scale á và khi mà chúng ta scale cái này các bạn chú ý dùng cho uyên là nó sẽ vào đúng ngay trong cái điểm hội tụ của cái đường chân trời thì cái tỷ lệ của mình nó sẽ đúng rồi càng xa càng nhòe dần nhòe ở đây là chúng ta sẽ blur này đó blur cho nó nhòe dần đi và mờ mờ nghĩa là chúng ta nhìn nó chỉ có một cái lớp mà mờ nó không có rõ nét kiểu như vậy á thì cái mờ này chúng ta sẽ giảm cái opacity đi đó bạn thấy ha đó là về kỹ thuật thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái kỹ thuật này để chúng ta áp dụng vào cho cái luật phối cảnh ở đây đó chúng ta sẽ có ba cái luật như thế này để chúng ta áp vào trong cái cái luật phối cảnh này thì khi mà chúng ta ghép các bạn cứ ghép vào từng cái từng cái một, nghĩa là ví dụ như chúng ta ghép một cái chủ thể A xong rồi chúng ta ghép tới cái chủ thể B, xong rồi chúng ta ghép tới cái chủ thể C, chúng ta cứ ghép từng cái từng cái một, các bạn đừng có làm nhiều cái cùng một lúc nó sẽ rất là rối. Chúng ta cứ làm từng cái từng cái một thôi thì làm tới đâu chúng ta xử lý tới đó thì cái phối cảnh của mình nó sẽ không có bị rối. Bạn nhớ nha, luôn luôn xác định một cái đường chân trời sau đó là chúng ta cứ chỉnh đặt vị trí từng cái từng cái một vào thì nó sẽ không có bị rối ở trong cái trường hợp là chúng ta áp dụng cái phối cảnh như thế này. bên uh, tạm thời bên ngưng một chút xíu để cho chúng ta nốt nha để cho các bạn nào có nhu cầu nốt lại thì các bạn uh, nốt cho nó dễ rồi chút, chút xíu nữa bên sẽ hướng dẫn tiếp đó nên để đây cho các bạn uh, nốt lại một chút. Càng gần càng to này thì nó cũng scale thôi, càng scale nó to ra thôi và nó càng gần cái mắt của mình thì nó sẽ càng nhòe đi thì cái nhòe này luôn luôn là blur, còn mờ thì là opacity. Chúng ta cứ sử dụng đúng ba cái kỹ thuật này vào trong những cái tiền cảnh và hậu cảnh thì luôn luôn chúng ta sẽ có được một cái nó 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 chính xác. Trong khi uh, chờ đợi, Uyên sẽ đọc comment một chút xíu. cách nào để không bị tranh chấp giữa chủ thể và background <laughs> À cái chuyện mà chúng mà các bạn sử dụng cần uh, Convert to Smart Object này thì ok nha Tại vì cái này là Uyên đang giới thiệu về lý thuyết thôi Nên Uyên không có tập trung vào cái chuyện kỹ thuật quá Về cái chuyện Smart Object Còn khi mà chúng ta làm thì uh, Đồng ý là cái chuyện mà chúng ta cần Convert to Smart Object Thì cái chất lượng nó sẽ tốt hơn Tạm thời Uyên không có trả lời những cái câu hỏi ngoài lề nha các bạn nha Uyên đang tập trung vào cái nội dung Uyên chia sẻ ngày hôm nay trước đã còn những cái nào nội dung ngoài lề không phải theo đúng cái chủ đề này thì uyên xin phép là uyên sẽ không trả lời để cho đỡ mất thời gian của các bạn hơn rồi ok ha uyên sẽ để những cái file này ở đây à, cái file presentation này thì lát nữa uyên sẽ up lên và uyên đính kèm trong cái phần mô tả video các bạn có thể đeo về được không sao hết tiền cạnh hậu cảnh này đó có thể uyên sẽ chỉnh sửa lại một chút uyên làm cho các bạn cho nó dễ hơn cũng được cái này là ba yếu tố. Đây ha, đây là ba yếu tố mà chúng ta sẽ sử dụng để chúng ta ghép hình. Thì cái yếu tố thứ nhất là về phối cảnh Uyên đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Bây giờ tới một cái là về ánh sáng. Về ánh sáng thì bây giờ Uyên sẽ đưa vào một cái trường hợp cụ thể cho các bạn xem cho nó dễ nha. Uyên lấy ví dụ như ở đây Uyên có một cái Đây, về ánh sáng, Uyên có một cái hình như thế này. Bạn thấy ở đây là một cái hình mà Uyên ghép uh, cái cô bé này vô. Uyên delete mấy cái layer này. Đây là cái hình gốc của nó là một cái background như thế này và Uyên ghép thêm cái cô bé này vào. Thì bạn thấy ha, và cái hình uh, gốc ở đây bây giờ Uyên sẽ làm, Uyên sẽ làm lại từng bước cho các bạn xem cái cách mà chúng ta ghép một cái hình này như thế nào. Ở đây á, là Uyên cũng có đính kèm một cái folder stock thì Uyên cũng sẽ upload cái folder stock này, PSD và cái file presentation này. Lát nữa mình sẽ up lên và Uyên đưa cái link nó vào trong phần mô tả video thì bạn nào coi lại sau bạn có thể tải những cái này về và bạn làm theo video của Uyên cũng được. Uyên có nhiều cái stock lắm, bạn cứ sử dụng làm chung cho vui thôi, không có vấn đề gì cả. Ví dụ Uyên mở một cái stock này và Uyên mở một cái stock này đi. lâu lâu làm live stream một quả cũng vui ha <laughs> rồi đây bên có một cái hình cô bé này rồi đây là hình cô bé này ha và bây giờ bên sẽ tách cái hình cô bé này ra khỏi nền hôm vừa rồi có một bạn mới comment ở trên kênh uh, trên trên fanpage của uyên đó bạn hỏi một anh chứ một anh hỏi uyên là tại sao không dùng pen tool mà cứ dùng cái công cụ lem nhem này để cắt hình thì thực ra là uh, uyên thấy mà cái công cụ này nó rất là nhanh thì tội gì mình phải dùng pen tool mình làm cho nó lâu bởi vì pen tool không phải ai cũng biết sử dụng pen tool hết pen tool ngồi mày mò nó lâu lắm thì cái này cũng tùy thôi photoshop nó cũng có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tách được một cái hình ra thì bạn thích làm cách nào bạn làm thôi ha Ngoài ra nữa thì bạn nào muốn học chuyên sâu hơn về um, tách nền Thì Uyên có một cái khóa chuyên về tách nền Bạn có thể coi cái khóa đó Tuy nhiên thì cái khóa này Uyên cũng sẽ tập trung vào những cái lệnh khác Chứ Uyên cũng không có tập trung vào pen tool đâu Bởi vì uh, cá nhân Uyên thì Uyên không có muốn mọi người bị phụ thuộc vào pen tool quá Cái này Uyên đang xài chuột đó Nên Uyên vẽ vùng trọn nó lâu quá Xài qua thì vẽ nó nhanh hơn Các bạn nhớ là tách nền luôn luôn dùng layer mask nha Đừng bao giờ cắt cái hình của mình ra luôn Rồi, ví dụ có một cái vùng chọn như thế này Uyên cũng uh, Add cho nó một cái layer mask này Rồi ha Và bây giờ Uyên sẽ copy cái hình cô gái này, copy cái layer này Qua hai cái background mà Uyên vừa mới mở trong Photoshop Đầu tiên Uyên copy vào cái background này trước các bạn thấy ha, khi Uyên dán vào trong cái background này. Cho dù chúng ta để ở bất kỳ một cái vị trí nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ thấy nó giả. Dạ, bởi vì cái nguồn ánh sáng của chúng ta nó không phù hợp. Bạn thấy là cái nguồn ánh sáng nó không đúng. Ví dụ em đặt ở đây đi. Thì ở đây này là chúng ta sẽ có cái mặt trăng này nó ở phía đằng sau. Nó ở phía đằng sau và cái ánh sáng của nó từ đây qua nè. Ánh sáng của nó từ đây qua. Đó, trong khi cái cô gái này, cái cô bé này, cái ánh sáng lại từ bên này qua. Các bạn thấy anh nhìn cái ánh sáng này. Bạn cứ nhìn thấy cái ánh sáng ở cái phần bên này. Đó, phần này, phần cái chân này. Thấy không? Nó sáng, còn phần bên này nó tối có nghĩa là ánh sáng từ bên này qua. Xác định rất là dễ, đơn giản như vậy thôi. Thì cho dù mà chúng ta có di chuyển bất kỳ một cái chỗ nào, bạn nhìn thấy nó cũng vẫn rất là giả dạ, bởi vì cái nguồn sáng nó bị sai so với lại cái background này thì chúng ta vẫn có thể cân chỉnh lại được cái nguồn sáng của cái cô này cho nó phù hợp với cái background. Tuy nhiên thì nó sẽ rất là lâu và nó rất là mất thời gian cho nên là cái đó nó hơi nâng cao hơn một chút rồi. Thì cái này các bạn cứ làm quen thì từ từ chúng ta sẽ học tiếp những cái nâng cao đó lên và chúng ta có thể áp dụng được. Tuy nhiên thì trong cái video ngày hôm nay thì Uyên chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về về cái gì mà nó cơ bản nhất thôi Cho nên là Uyên sẽ tạm thời Uyên sẽ không hướng dẫn cho chúng ta về Cái chuyện mà xử lý cái nguồn sáng này Đổi ngược lại như thế nào thì trong trường hợp này cái nguồn sáng nó không đúng, chúng ta không sử dụng trong cái background này được. Rất là đơn giản ha. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trong cái background này. Đó bạn thấy ha, trong background này thì cái nguồn sáng nó phù hợp nè. Nguồn sáng bạn thấy cái nguồn sáng từ cái cây cầu này đi, đó bạn thấy không? Đó, nó cũng từ bên trái nó đổ qua, nó sẽ tương ứng với lại cái nguồn sáng của cái cô gái này, là ánh sáng nó đã phù hợp rồi. Thì cái chuyện mà chúng ta lựa chọn cái stock đúng cái nguồn sáng là nó đã giúp cho chúng ta khá là nhanh khi mà chúng ta xử lý hình rồi. Và tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý tiếp về cái phối cảnh của cái cô này đặt ở đâu cho nó chính xác. Bây giờ ha, tạm thời biến ẩn đi này, cái background này. Mình vẽ một cái đường chân trời. Mình vẽ một cái đường chân trời ở đây, bạn thấy ha, đó, một cái gạch màu đỏ là cái đường chân trời này cho chúng ta dễ hình dung thôi. Rồi tiếp theo trong cái cô gái này, bây giờ làm sao để chúng ta xác định được cái cái điểm hội tụ của cô gái này như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ giữ phím Shift ẩn cái layer mask đi ẩn cái layer mask đi ha rồi à, lúc này ở đây chúng ta có thể là tạm thời chúng ta scale nhỏ cái hình này lại đi đó rồi bây giờ ha chúng ta sẽ xác định này cái cái đường này bạn thấy không đó cái đường của mình ở đây chúng ta sẽ vẽ ra ví dụ em đổi một cái màu khác đi ha màu hồng nè đó ví dụ uyên vẽ một cái đường ở chỗ này rồi cái đường này rồi cái đường này đó bạn thấy ạ uyên sẽ vẽ ra những cái đường như thế này thì ở đây là nó đang nó đang lấn ra ở phía trên rồi lấn ra phía trên thì nó hơi khó nhìn đúng không chúng ta sử dụng công cụ crop này chúng ta kéo nó lên một chút lát nữa chúng ta drop lại sau. Rồi, chúng ta drop như thế này ha. Thì bạn thấy là cái đường này nó hơi lệch Đó, chúng ta sẽ có những cái như thế này. Đó, thì bạn thấy là ba cái đường này, nó hội tụ vào một điểm. Cái đường xéo này thì thôi tạm thời mình bỏ qua đi ha. Cái này nó ở một cái khác rồi. Đó, ở cái điểm hội tụ khác rồi. Thì đây, ba cái đường này nó sẽ hội tụ lại ở trong cùng một cái điểm đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gom mấy cái này lại. đó bạn thấy ha chúng ta sẽ gom nó về này đó đưa nó về đúng với lại cái đường chân trời của mình bạn thấy ha đưa nó về với cái đường chân trời thì tạm thời mình sẽ xóa những cái đường này đi rồi biên mở cái layer mask này lên lại thì bạn thấy là lúc này là chúng ta đã đặt được một cái vị trí của cái cô bé này một cái tỷ lệ của hình cô bé này vào đúng với lại cái cái đường chân trời của mình đúng cái kích thước rồi còn chuyện mà chúng ta đặt ở đâu thì chúng ta có thể giữ ship chúng ta kéo ngang kéo dọc đi này đó đó rồi lúc này ha là chúng ta xác định được về cái vị trí của cái cô bé này tạm thời uyên sẽ crop cái này lại cho nó nhỏ nhỏ nha tại vì nãy uyên crop để uyên cho các bạn xem cái hình xem cái cái đường hội tụ ấy, nên nó hơi rộng đó ví dụ uyên sẽ crop nó lại về hình cũ như thế này thì ở đây ấy, là chúng ta đã được cái kích thước của nó rồi đúng cái kích thước của nó rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ cân chỉnh về ánh sáng thì về ánh sáng ở đây uyên sẽ có một cái mẹo cho chúng ta đó là để hiệu chỉnh về ánh sáng và chúng ta không muốn ảnh hưởng đến cái màu sắc không bị những cái màu sắc nó chi phối thì lúc này các bạn có thể tạo cho nó một cái hue saturation này tạo một cái adjustment ấy, hue saturation và các bạn sẽ giảm hết giảm hết cái saturation này đó giảm hết về thì lúc này hình của chúng ta nó chỉ còn trắng đen xám thôi và lúc này ha với cái hình trắng đen xám như thế này bạn có thể dễ dàng để chúng ta nhìn được những cái ánh sáng của cái hình đó cho dễ hơn. Rồi ở đây có một cái mẹo thứ hai nữa, đó là chúng ta sẽ mở cái bảng info ra. Bạn mở window này, info. Bạn mở ra ha, bên kéo ra đây luôn cho nó dễ nhìn. Rồi trong cái bảng info này, các bạn sẽ chọn vào trong cái công cụ làm Color Sample Tool, cái cái công cụ mà hình trích màu mà nó có thêm cả cái dấu cộng ở phía trên này. Color Sample Tool ha. Và bây giờ Hạ Uyên sẽ click vào trong cái hình của cái cô bé này. Vì lấy ví dụ Uyên click vào trong cái phần phạm vi tối nhất ở đây này. Tối nhất này. Đó, đây là cái điểm số 1 ha. Và cái chỗ này Uyên sẽ đổi nó thành ray scale. Thì bạn thấy là nó nè, nằm ở khoảng 99%, bạn thấy không? Nó rất là tối, nó tới 99%. Còn trên cái hình cái hình background của mình, ví dụ cái chỗ này, chỗ tối này, Uyên click vào. Là cái điểm số 2 ha. Uyên cũng đổi nó thành ray scale thì bạn thấy là nó chỉ có 86% thôi, trong khi cái hình của mình nó tới 99% lận nó tối hơn so với cái background. Rồi tiếp theo, ý sẽ click vào một cái vùng sáng. Cái vùng sáng trên cái cô bé này, theo Uyên thấy là nó là cái chỗ này nè. Đó, cái chỗ tay này nó sáng nha. Đây, cái chỗ này sáng hơn, cái áo này nó trắng hơn nè. Rồi Uyên click vào cái chỗ này. Số 3 ha, là cái vùng sáng, Ray Scale, nằm ở mức 3%. Rồi cái vùng sáng của cái hình này. Vùng sáng của cái hình này để Uyên coi xem. Cái chỗ này nè, chỗ này là sáng nè. Đó, rồi Uyên click vào đây. Điểm số 4 cũng đổi về Ray Scale. Thì bạn thấy ha, cái vùng trong hình nó chỉ là 12% thôi. Và hình của mình nó là 3%. Thì bây giờ mình sẽ cân chỉnh cái sáng tối của cái hình. Lúc này bạn có thể sử dụng một cái adjustment là Curve cái curve này bạn kéo xuống dưới cái hue saturation ha, kéo xuống dưới này. Và ở đây bạn chỉ muốn là ép vào trong hình cô gái thôi, không muốn ép ra cái background ở bên ngoài. Thì lúc này chúng ta sẽ ép cho nó một cái clipping mask. Đó, ép một cái clipping mask vào trong cái hình cô gái này. Rồi chúng ta sẽ chỉnh vùng tối và vùng sáng. Ở đây chúng ta chỉnh làm sao cho hai cái thông số này nó khớp nhau là được. Ví dụ vùng tối ha, vùng tối của background là 86%, trong khi vùng tối của mình là 98. Thì lúc này chúng ta sẽ kéo nè. Bạn thấy là chúng ta sẽ kéo lên, chúng ta giảm đi cho đến một cái mức bạn thấy là nó hiện ra là 86% bằng nhau. Thì lúc này cái vùng tối nó bằng nhau. Rồi cái vùng sáng cũng vậy. Vùng sáng của background là 13%, trong khi vùng sáng của mình là 3%, thì lúc này mình sẽ tăng nó lên. Bạn thấy này, tăng nó lên. Đó, cho nó vô tới 13%. Bạn thấy à, 86, 86 bằng nhau này, 13, 13 bằng nhau này. Thì lúc này bạn sẽ ẩn cái layer hue saturation đi. Bạn thấy là chúng ta sẽ có được cái ánh sáng của cái cô này, nó đúng khớp ánh sáng với lại cái hình của mình. Và trong cái cơ này bạn không muốn nó ảnh hưởng đến màu sắc, bạn có thể đổi nó thành luminosity. Before này, after này, thấy không? Đó, nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi hẳn luôn. Còn trong trường hợp nếu mà ở đây chúng ta đổi qua luminosity và chúng ta thấy là nó hơi 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 ít contrast quá thì bạn có thể chỉnh thêm một chút xíu nữa cũng được đó trẻ nó lại một chút xíu cũng được không sao hết để chúng ta nhìn làm sao nhìn cho nó cân đối thôi đó bạn thấy ha đây là trường hợp chúng ta vừa mới xác định được về kích thước của cái cô bé này và vừa xác định được về ánh sáng của cái hình này luôn bạn thấy nó cũng không đến nỗi phức tạp đúng không là về ánh sáng thì để uyên lấy một cái ví dụ khác cho các bạn xem ha nói chung là uyên uyên tập trung vào ba cái yêu cầu đó thôi nhưng mà uyên sẽ làm nhiều cái ví dụ khác nhau cho chúng ta xem nó được dễ hơn ờ, à, uyên đang dùng photoshop cc 2020 ở đây ví dụ hình cô gái này đây đây cũng là một cái hình cô gái mà uyên ghép vào thôi bạn thấy này đó Đấy ha, nó sẽ khác nhau một chút xíu thì ở đây là Uyên sẽ dự, hướng dẫn cho các bạn ghép cái hình cô gái giống như thế này. Làm sao cho nó hài hòa lại. Cũng với một cái cách giống như vậy luôn. Nên chúng ta áp dụng được về kích thước và về ánh sáng. Đâu rồi? Mấy cái stock này là Uyên download từ Adobe Stock. Đây, cô gái như thế này ha. Uyên cũng sẽ tạo một cái vùng chọn cho nó. Các bạn zoom lên chúng ta hiệu chỉnh cái vùng chọn cho nó đẹp đẹp một xíu. Lấy quên không lấy cái qua con lấy cái con chuột lích 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 mệt quá <laughs> cái hình này bạn thấy rằng là mình tạo một cái vùng chọn mình chỉ cần chỉnh là một chút xíu thôi chứ còn nếu mà dùng pen tool thì vẽ nó lâu lắm Thông thường nếu mà Uyên dùng Wacom á, mà những cái lỗi nhỏ nhỏ như thế này này là Uyên hay sử dụng cái lasso tool, cái lasso tool này này Và khi mình có Wacom mình chỉ vẽ dọc theo cái hình này thôi, nó rất là nhanh luôn á. Đó. đó, tại vì cái này con chuột Uyên vẽ nó bị méo này ha, nó bị méo thì mình cân lại nó hơi khó. Còn khi mà mình dùng Wacom á, mình vẽ kiểu đó nhanh lắm. Nếu bạn nào sử dụng Wacom bạn cứ thử vẽ vùng tròn bằng cái cách giống như Uyên như vậy xem. Nó nhanh hơn pen tool nhiều luôn á. Rồi, tạm thời như vậy ha. Add cho nó một cái layer mask này. Rồi bây giờ mình cũng sẽ copy cái layer này mình đưa qua trong cái hình background. Đây. Bạn thấy ha, hai cái này nó hầu như nó hoàn toàn là khác nhau luôn á là bởi vì cái cái hình cô này nó là một cái màu tông lạnh trong khi đó thì cái background nó lại là một cái tông nóng bạn thấy ha hai cái tông màu nó khác nhau hoàn toàn rồi bây giờ chúng ta xác định cái đường chân trời này giữ ship ha layer mask thì bạn thấy là cái đường chân trời nó nằm ngay cái chỗ mà tay áo này đó cái hình này thì nó có cái đường sẵn rồi chúng ta không cần phải kéo cái gì nữa cả ngay chỗ cái tay áo này là cái xác định cái đường chân trời của cái hình cô này và bây giờ chúng ta sẽ xác định cái đường chân trời của cái background Bạn thấy Vẽ ba đường thôi là chúng ta thấy nó có một cái đường hội tụ ở đây. Thì với cái này Đây ha, đó, cái đường nó nó nằm ngay chỗ này nè. Vẽ ba cái đường này vô thôi. Còn cái phần xa xa này thì kệ nó. Thì ở đây bên bây giờ bên sẽ đưa cái hình cô này Viên giảm opacity xuống một chút cho chúng ta dễ nhìn. Đó, để chúng ta di chuyển cái hình cô này xuống đến cái đường chân trời của cái hình. Bạn thấy ha? Đó, di chuyển tới cái đường chân trời rồi nè. Rồi tăng opacity lên lại. Bật cái mask lên. Thì bạn thấy là ở đây chúng ta có được một cái tỷ lệ rồi. Tuy nhiên thì hình cô này nó vẫn hơi to đúng không? Nó hơi to thì bây giờ chúng ta sẽ cần chôn T này. Di chuyển cái... Cái, cái, cái... tâm um, di chuyển cái tâm xuống cái đường chân trời ha rồi shift an này đó scale hình cô này lại một chút như thế này thì bạn thấy à đó đó muốn đứng xa thì scale nhỏ muốn đứng gần thì scale bự bạn thấy không là lúc nào nó cũng sẽ đúng theo cái tỷ lệ hết vui quá ha đó enter rồi muốn di chuyển ha giữ shift này kéo qua kéo lại gì đó tùy mình thông thường thì trong trường hợp như thế này uyên khuyên là chúng ta nên hạn chế đặt cái người ngay giữa như vậy bởi vì nó sẽ làm mất cái chiều sâu của hình cái hình của chúng ta nó đang có cái chiều sâu khá là đẹp mà cái người đứng chắn ngay giữa như thế này luôn thì cái hình của chúng ta nhìn nó hơi không có cái chiều sâu ở phía sau cho nên là ở đây chúng ta sẽ xích nó qua một chút xíu đó thì bạn thấy ha, với cái cách như thế này thứ nhất là chúng ta xác định được cái phối cảnh rồi tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta sẽ về cái ánh sáng đúng không? thêm một cái hue saturation này. Giảm hết saturation xuống. Thì bạn thấy khi mà Uyên giảm hết saturation xuống này, bạn thấy cái hình background phía sau này nó rất là cái màu đen của nó rất là nhạt, trong khi cái hình cô gái này cái màu đen rất là đậm, bạn thấy không? Rất là đậm. Rồi bây giờ chúng ta cũng có thể sử dụng Color Sample Tool để chúng ta check cho nó dễ. Rồi cái vùng tối của hình, ở đây ví dụ Uyên check cái vùng tối của cái background này chuyện về ray scale. 94%. Rồi cái vùng tối của cái cô này, cái vùng tối của cô này ở đây. Ray scale 94% là vùng tối mình thấy nó cũng đều đều bằng nhau rồi đó. Hình như cái vị trí nó không chính xác lắm. Đó, cái vùng này sao? Bộ lích lích qua cái chỗ khác nè, cái chỗ tối hơn này nó cũng có nó có 88% thôi à. Rồi bây giờ vùng sáng, vùng sáng của hình Rồi vùng sáng của cái cô này, cái cô này cái chỗ sáng nhất. Đó, ví dụ như vậy. Rồi ở đây ha, chúng ta sẽ tạo một cái layer curve Add Clipping Mask này. Rồi chúng ta sẽ hiệu chỉnh nó thôi. Đó, cái vùng tối này cho nó lên. Cái trường hợp này thì bên lại thấy là cái 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 thông số này nó lại không chính xác này. Có thể là do hồi nãy mình click nó không đúng. Tuy nhiên thì Uyên thấy trường hợp này chúng ta có thể không sử dụng cái thông số cũng được bởi vì thông số nó không chính xác cho lắm. Ở đây chúng ta có thể nhìn bằng mắt mình cũng được khi mà mình kéo này bạn thấy không? Đó kéo cái này lên ha. Cái vùng tối của cái hình này cho nó tương đương nó tiệp với cái vùng tối của cái background là nó ok rồi. Đó cái vùng sáng này cho nó xuống một chút. Rồi, chúng ta có thể tắt cái hue saturation đi. Ở đây chúng ta đổi nó về luminosity nè. Đó. Bạn thấy ha, cái ánh sáng này nó không còn cái độ tương phản của nó đã ít hơn rồi. Đó. Before after này. Đó before after ha. Bạn thấy là cái độ tương phản của nó ít hơn hồi nãy rồi. Rồi, cái đó là về trường hợp là chúng ta xử lý được về cái phối cảnh, rồi về trường hợp về cái ánh sáng. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý về cái màu sắc của nó ha về màu sắc á, ở đây á, là Uyên muốn giới thiệu cho các bạn về cái hue saturation trước cái saturation tạm thời Uyên tắt bớt mấy cái này đi cho nó cho nó đỡ đỡ rối rồi bây giờ á, có một cái cách mà cho chúng ta xác định cái saturation cái này thì nó liên quan đến về về màu sắc một chút xíu thì ở đây á, các bạn <laughs> có thể là chúng ta nốt lại cho nó dễ dễ nhớ nha thì đây là một có một cái mẹo để chúng ta check cái saturation của hình cái mẹo đó ở đây cái này uyên rút nó lại đi uyên rút cái này lại thành uh, luminosity ha check này đó, cái này là để mình giúp mình kiểm tra thôi rồi bây giờ ha uyên sẽ tạo một cái selective color cái selective color này này các bạn sẽ chọn từng kênh màu một của nó nha từng kênh màu và chúng ta giảm hết cái black này về không đó bạn giảm hết cái black này về không cái này thì bạn có thể tạo một cái action mình làm cho nó nhanh cũng được bạn nhớ là ở đây có cái relative và cái absolute Bạn chọn vào cái absolute nha Chọn absolute Rồi tất cả những cái màu này chúng ta đưa black về không Trừ ba cái white natural và black White natural và black thì các bạn sẽ tăng hết black lên Nó sẽ tăng hết black lên như thế này Thì với cái hình như thế này á những cái chỗ nào sáng là những cái chỗ đó saturation nó đang bị rực thì bạn thấy là những cái hình này ha, nó không có chỗ nào rực hết so với lại cái cái background để mình đang check cái người này đó thì background là những cái chỗ này là saturation nó rực này nó là màu trắng nó sáng lên còn cái người này thì nó không có cái phần nào hết chỉ có mỗi cái phần chân này thì nó hơi hơi nó hơi hơi uh, sáng một chút xíu thôi đó thì là cách để chúng ta check cái saturation thì tương tự như vậy bên này chúng ta cũng check cái saturation bằng cách đó selective color ha chọn absolute rồi những cái kênh uh, black natural và white thì chúng ta tăng hết black lên còn mấy cái kênh mà magenta với những cái màu này thì chúng ta giảm hết black đi. Đó, bạn thấy ha. Khi mà chúng ta giảm hết đi như thế này, bạn nhìn cái người cô người cô gái này không? Đó nó có những cái phần chỗ sáng này, những cái chỗ sáng là những cái chỗ mà saturation nó đang bị rực, nhất là cái chỗ này, cái quần ở đây, bạn thấy nè, đó cái màu màu hồng này nó rất là rực luôn Thì lúc này với cái lớp này nó sẽ làm cho chúng ta dễ xác định được là cái phần nào nó đang bị rực cái saturation quá Thì ở đây ha, với hình cô gái này Các bạn sẽ chọn một cái Cái bóng từ từ tính bạn ơi Uyên đang làm từng bước mà sao bạn hỏi <laughs> Cứ làm từng bước cái tí nữa mình sẽ xử lý cho Rồi ở đây ha Saturation, chúng ta sẽ add một cái lớp là Hue Saturation trong cái lớp Hue Saturation này các bạn cũng clipping mask nó vào trong cái hình cô gái thôi Là chúng ta chỉ ép vào hình cô gái, không ép ra bên ngoài ha Rồi cái Blending Mode các bạn cũng đổi nó thành Saturation luôn Để nó chỉ ảnh hưởng đến cái Saturation thôi Chứ nó không ảnh hưởng đến những cái màu sắc, ánh sáng gì xung quanh nó cả Liên quan đến Saturation Thì lúc này những cái phần phạm vi này, cái da này Nó hơi sáng đúng không? Chúng ta dùng cái ngón tay này, chúng ta click vào Bạn thấy này, nó đưa về cái kênh Red Chúng ta sẽ giảm Saturation xuống một chút đó bạn thấy ha Giảm saturation xuống như thế này Thì bạn thấy là nó sẽ Khi mà Uyên tắt mở đi này Bạn thấy không? Nó sẽ đỡ rực hơn Before này, after này, before, after Bạn thấy không? Cái màu da Cái màu da này Lúc này đang rất là sáng không? Giảm rồi này, đó Rồi còn cái quần ha, cái quần chỗ này Ở đây nó đang là màu uh, magenta Chúng ta sẽ giảm nó đi Bạn thấy này, khi Uyên giảm đi nè Giảm hết saturation xuống này Đó, rồi Uyên ẩn đi Thì bạn thấy không, là cái màu da của nó không còn rực như hồi nãy nữa rồi Cái màu da nó đã khớp vô với lại cái cái background của mình Bạn thấy không, cái màu nó đã đều đều ở cái saturation rồi Tương tự bên này cũng thế Ở đây ha, Uyên sẽ tạo một cái hue saturation này Clipping mask nó vào trong cái người thôi rồi đổi blending mode cho nó là saturation để nó chỉ ảnh hưởng đến saturation nó không ảnh hưởng đến những cái khác. Thì bạn thấy này là hình của chúng ta nó đang có cái mặt này sáng này với cái quần jean này sáng này. Bạn thấy ha? Đó, những cái chỗ sáng. Thì lúc này chúng ta sẽ giảm nó đi, giảm cái saturation này đi. Dùng cái ngón tay này, click vào trong cái mặt này. Sau đó chúng ta giảm. Đó, bạn thấy ha? Chúng ta sẽ giảm cái độ rực của nó xuống. Cái quần jean này cũng vậy ha. Bạn sẽ click vào trong cái quần jean này. Rồi lúc này chúng ta giảm nó đi đó, giảm cái saturation xuống và cái hình của chúng ta nó sẽ tối tối như vậy rồi giờ mình sẽ mở lên cho các bạn xem này before này after mà thấy à cái màu cái màu xanh nhá, cái màu xanh này đó nó đang rất là rực bây giờ thì nó sẽ dịu hơn rồi cái màu saturation nó giảm hơn cái màu da cũng thế Này, bạn thấy không? Cái da nó vàng này. Còn khi chúng ta giảm này, đó cái da nó sẽ hơi mất cái màu saturation hơn một chút. Thì đây là về hiệu chỉnh về saturation. Tương tự chúng ta cũng có những cái hình khác cũng thế thôi. Đó. Cái hình như thế này. Cái này hồi nãy bên chưa có chỉnh ánh sáng Selective Color ha Nhớ nha, Absolute tất cả những cái kênh này Giảm hết Black đi Trắng, xám và đen thì tăng cái Black lên Đó, Mà thấy ha, khi mà bên tăng cái black lên này Những cái vùng nào trắng là những cái vùng đó saturation rất là rực đây thấy à áo này đó màu rất là rực luôn rồi bây giờ ở đây hue saturation chuyển blending mode về saturation luôn rồi dùng cái bàn tay này trích vào trong cái phần sáng này giảm nó đi các bạn thấy ha khi mà biên giảm saturation đi này, mình mở lên cho các bạn xem đó hình như chúng ta cái màu nó sẽ dịu xuống, mà thấy chưa? đó cái màu nó dịu xuống nó không còn rực như nãy nữa, rồi ở đây chúng ta còn cái màu vàng nè Riêng về màu vàng và màu đỏ thì bạn chú ý dùm cho yên ha. Tại sao Uyên làm lại cái hình này là bởi vì nó có cái màu vàng và màu đỏ cho các bạn xem á. Ở đây nè, cái màu vàng và màu đỏ nó sẽ ảnh hưởng đến cái màu da. Uyên lấy ví dụ trong trường hợp này cái đôi giày của cậu bé này nó rất là sáng. Nếu bây giờ Uyên giảm hết cái saturation này xuống cho nó mất cái saturation của cái đôi giày như thế này thì bạn thấy là cái màu da nó cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Đấy là cái màu da nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó, hoặc là trong trường hợp Uyên chỉnh cái màu đỏ này đó cho nó giảm hết saturation đó, giảm hết saturation màu đỏ xuống như thế này. bạn thấy không cái mặt mình nó cũng sẽ đen thui này. đó là cái mặt mình nó cũng sẽ bị tái. bạn thấy không? cái mặt nó rất là tái. bởi vì trong cái da mặt đó nó có cái màu đỏ và cái màu vàng ở trong đó luôn. cho nên là trong trường hợp nếu mà chúng ta hiệu chỉnh như thế này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái da mặt của mình. do đó là chúng ta chỉ hiệu chỉnh một cái mức vừa phải thôi. chúng ta cứ nhìn về cái phần da mặt đã chú ý cái phần da mặt cho nó ok đã. đó bạn thấy ha. Bạn thấy là cái da mặt nó hồng hào trở lại này đó Về phần da mặt nó ok Rồi trong cái trường hợp nếu mà ở đây chúng ta có Những cái màu đỏ và màu vàng này Nó vẫn còn đang rực quá Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái saturation nữa Tạo thêm một cái saturation thứ hai Bạn cũng clipping mask nó vào Và lúc này thì bạn sẽ Cân, cân chỉnh cái Màu vàng này đó Giảm hết cái màu vàng xuống Rồi bạn cũng cân chỉnh cái màu đỏ này Cho nó giảm cái màu đỏ ở trên cái cái áo này xuống. Tuy nhiên là với cái saturation thứ hai này nè, các bạn sẽ sử dụng cái cái mask, layer mask này ha. Bạn nhấn Ctrl Y nè. Bạn che hết cái mask này đi. Sau đó là chúng ta dùng brush màu trắng. Bạn dùng brush màu trắng ha. Bạn sẽ tô vào trong những cái chỗ này. Đây, tô vào những cái chỗ này để nó chỉ ảnh hưởng đến những cái chỗ bị bị tối này thôi Bị um, rực quá này thôi Nó không ảnh hưởng đến phần da mà Đó Nghĩa là trong trường hợp nếu mà chúng ta có cái màu vàng và màu đỏ Nó ảnh hưởng Thì chúng ta sẽ làm thêm một cái bước này Để nó chỉ ảnh hưởng vào cái phần đỏ vàng đó thôi Không ảnh hưởng ra bên ngoài Chúng ta tạo mấy lớp cũng được tùy ý mình thôi Đó Thì lúc này bạn thấy ha Tắt mở đi này. Saturation rất là rực Chỉnh xuống như vậy Saturation thì nó dịu hơn Bạn thấy ha đó, nó dịu hơn cho mình, cái hình của mình nó không còn rực quá như hồi nãy nữa. Còn trường hợp cái này nó đậm quá thì bạn có thể giảm opacity xuống một chút để cái hình mình nó thật thật hơn. Đó. Thì lúc này là chúng ta đã xử lý được về cái saturation của hình ảnh. Bạn thấy ha, nghĩa là về phối cảnh này, về ánh sáng luminosity, về cái saturation chúng ta đã áp dụng được rồi. Và tiếp theo chúng ta còn một cái nữa là về màu sắc nghĩa là hue, bạn thấy ha. Màu sắc ở đây là như cái cô này đi, cô đen là màu xanh Trong khi background nó lại là màu vàng Bạn thấy ha, nó sẽ hơi khó hơn một chút Cái này để saturation Check Rồi, bây giờ Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo Để chúng ta có thể check được về cái ánh sáng của cái hình này Về cái ánh sáng ở đây á Cái mẹo ha, chúng ta sẽ tạo một cái solid color trong cái solid color này các bạn sẽ tạo một cái layer là 50% ray để chúng ta check được 50 phần trăm ray thì bạn cứ nhập vào đây này, cái này là không không, phần dưới này là 50 đó. thì cái hình của chúng ta nó sẽ là 50 phần trăm ray và trong cái 50 phần trăm ray này các bạn sẽ đổi blending mode cho nó là luminosity. bạn thấy ha, đổi thành luminosity, lúc này chúng ta sẽ thấy là hình của chúng ta này nó hiện những cái kênh màu lên, hơi mờ đúng không? hơi mờ thì bạn tạo một cái hue saturation bạn sẽ tăng hết cái saturation lên này đó bạn thấy lúc này hình của chúng ta nó sẽ rực lên nhìn thấy ghê không <laughs> đây ha, hai cái layer này bạn sẽ rút nó lại đây là một cái layer gọi là half thôi color half thôi đó để chúng ta check cho nó dễ bạn thấy à? thì cái sự khác biệt ở đây là gì khác biệt ở đây là bạn thấy này cái vùng background của mình á, bạn thấy là cái tông màu của nó chủ yếu đa số này là màu vàng, màu đỏ, màu kem kem bạn thấy không? Vàng, đỏ, kem kem và nó chỉ có hơi ít những cái chỗ vùng xanh như thế này thôi. Đó, những cái kênh màu bạn thấy. Còn cái người này thì lại xanh lè, xanh lét bạn thấy nè. Đó, là vì khi mà cái Nhìn cái kênh màu ở đây, cái kênh màu xanh của cái người này nó quá nhiều Trong khi cái những cái phần phía sau này màu vàng quá nhiều Đó là tạo ra một cái sự khác biệt nó sẽ không có hòa hợp. Thì bây giờ việc của chúng ta là chúng ta phải làm cho cái kênh màu của cái người này nó hòa hợp với lại cái màu của cái background này. Để làm được điều đó ha, Vinh sẽ tạo một cái layer curve. Đó, layer curve này. Trong cái layer curve này chúng ta sẽ làm việc trên từng cái kênh màu bởi vì cái cách mà chúng ta check color đây là nó đang là từng cái kênh màu. Rồi ở đây bạn thấy cái màu xanh đang rất là nhiều. Chọn kênh màu xanh, đơn giản thôi. Bạn chọn kênh màu xanh ha, sau đó bạn dùng cái ngón tay này, Chúng ta rê vào cái phần màu xanh ở trên hình này. Chúng ta kéo lên. À quên, kéo xuống chứ. Kéo xuống để giảm cái màu xanh đi. Bạn thấy ha, khi mà chúng ta kéo xuống này, chúng ta sẽ giảm được cái màu xanh đi. Phần chỗ này cũng giảm cái màu xanh đi. Thì bạn thấy khi mà chúng ta giảm cái màu xanh đi, nó phát sinh ra một vấn đề, đó là nó bị biến thành màu xanh lá. Bạn thấy chưa? Nè, xanh lá quá trời luôn, trong khi xung quanh là màu vàng và màu đỏ. Thì lúc này khi mà hình của chúng ta nó bị biến thành màu xanh lá thì chúng ta sẽ chọn lại kênh green. Rồi chỉnh tiếp. Rồi chọn kênh màu đỏ. Ồ oh, nãy giờ Uyên quên Uyên không có clipping mask Sorry các bạn Cái này chúng ta phải clipping mask vào ha Tại vì nếu mà chúng ta không clipping mask Nó chỉnh nó chỉnh tổng thể cái hình luôn Thành ra nhìn nó không có đúng Rồi bạn thấy ha Sau khi mà chúng ta đưa về cái màu nó nè đó, cái màu nó nhìn nó cũng tiệp tiệp đỏ, vàng, nó bớt cái màu xanh lại rồi, bạn thấy ha. Thì lúc này chúng ta tắt cái check đi bạn thấy là cái màu nó hòa hợp lại chưa đó, before này, after này đó, thì lúc này là chúng ta sẽ làm việc ở trên từng kênh thôi chúng ta cứ đưa từng kênh nó về thì tự động nó sẽ đưa về cho chúng ta một cái màu nó hòa hợp như thế này cái hình này thì cũng tương tự như vậy ha solid color này tạo một cái 50% ray đổi nó thành luminosity bạn thấy à, nó sẽ hiện những cái kênh màu lên rồi uh, hue saturation chỉnh cái saturation này rực lên một chút thì tuy nhiên ở đây khi mà uyên chỉnh như thế này bạn thấy là cái hình người này với lại cái background nó cũng tiệp tiệp rồi đúng không nó không có bị nổi bật nó không có bị nổi bật như cái hình hồi nãy nữa nó chỉ có hơi một chút xíu ở chỗ này thôi đó thì lúc này chúng ta dùng curve này clipping mask nó vào nha nhớ clipping mask nó vào thì cái chỗ này cái màu của nó đang bị là màu xanh lá đang bị dư màu xanh lá này. Thì chúng ta sẽ chọn cái kênh green và dùng cái ngón tay này ở đây. Chúng ta sẽ giảm cái màu xanh lá đi. Các bạn thấy ha. Nghĩa là chúng ta nhìn cái kênh màu này, đỏ xanh ở ngoài này đỏ xanh nó tiệp tiệp với nhau rồi thì chúng ta không cần chỉnh nữa rồi chúng ta ẩn hai cái layer này đi. đó bạn thấy ha. lúc này chúng ta hiệu chỉnh được về cái màu sắc của cái người này nó đã giống giống vô rồi đúng không? rồi tiếp theo tới cái này cũng thế. Viết làm nhiều cái ví dụ cho các bạn xem cho nó quen thôi. luminosity này rồi hue saturation bạn tăng cái saturation lên Đó như hình th hình thằng bé này ha. Bên thấy cái màu nó cũng tiệp tiệp á chứ nó không có khác lắm đâu. Bạn thấy này đó cái màu nó cũng khá là ok á. Do cái này của bầu trời mình mình muốn nó ấn tượng hơn cho nên là mình để cho nó đỏ như vậy thôi. Còn về cái hình thằng nhóc này thì bạn thấy cái màu nó cũng khá là ổn này. Những cái kênh màu ha nó cũng tương đồng với cái background rồi. Đó, cho nên là có thể là chúng ta cũng không cần chỉnh cái màu sắc ở đây nữa bởi vì nhìn nó cũng đã khá là ok rồi. Thì đó là trường hợp mà chúng ta hiệu chỉnh về màu sắc về màu sắc của hình ảnh bạn thấy à chúng ta có thể áp dụng vào tất cả những cái khác đều được rồi bây giờ một cái vấn đề nữa nó là về cái bóng đúng không nãy giờ, nãy giờ cũng khá là nhiều bạn hỏi uyên về cái bóng uyên bắt đầu bằng cưới bóng của cô bé này trước bởi vì nó dễ hơn tạm thời uyên xóa mấy layer này đi ha rồi bây giờ trong layer của cái cô bé này bạn thấy lúc đầu á mình tạo một cái vùng trọn á là bạn thấy là uyên cắt đúng cái cô bé thôi uyên không có cắt cái bóng của nó và bây giờ uyên muốn tạo cái bóng cho cái cô bé này thì thực ra mình vẫn có thể tự vẽ một cái vùng tròn sau đó mình tô màu đen vào mình làm bóng cũng được nhưng mà nó sẽ không thật bằng cái chuyện là chúng ta sử dụng đúng cái bóng nguyên gốc luôn. Ở đây chúng ta sẽ có này, đó, cái bóng nguyên gốc của cái cô bé này nó là như thế này. Thì ở đây bạn có thể chọn cái layer cô bé này ha. Ctrl J này nhân bản nó lên. Sau đó là chúng ta sử dụng cái layer ở bên dưới nó. Shadow. Ok. Rồi bây giờ ha, trong cái shadow này các bạn chọn vào trong cái layer mask, bạn tô màu đen che hết toàn bộ nó đi. Che hết toàn bộ luôn nha bạn thấy này, layer mask của Uyên này màu đen hoàn toàn không còn cái gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái brush màu trắng mình sẽ tô vào. em sẽ tô vào như thế này thì bạn có thể thấy là nó sẽ hơi hơi lem một chút thì nếu mà nó lem thì các bạn cứ dùng cái brush màu đen chúng ta tô ngược lại thôi đó lúc này thì chúng ta lấy được về cái bóng này ha và ở đây trong cái bóng này này nó có một cái phần lem ra bên ngoài bạn thấy à nó có một cái phần lem ra bên ngoài thì chúng ta cũng có thể dùng brush màu trắng chúng ta tô vào Brush màu đen chứ chúng ta tô vào tuy nhiên thì có một cái cách khác nhanh hơn dễ hơn cho các bạn là chúng ta sẽ double click vào trong cái layer shadow này này bạn mở cái bảng blending option ra Ở đây chúng ta có một cái là plan à, Cái hình ngoài này để yên zoom nó lại chút xíu Cho chúng ta dễ nhìn Tại vì cái bảng nó chật quá Đây ha, với cái bảng plan này This layer là cái layer hiện tại của nó Bây giờ Uyên đang muốn là bỏ những cái Mờ mờ, cái trắng mờ mờ ở ngoài này đi Thì lúc này Uyên sẽ kéo cái bên phải này Kéo vào này bạn thấy không khi yên càng kéo vào đó nó sẽ mất cái phần viền này nó chỉ giữ được cái phần background thôi à, phần uh, bóng màu đen thôi rồi giữ phím an ha. click vào đây tách cái này ra để cho nó có một cái độ chuyển cho nó mềm đó nó sẽ có một cái độ chuyển mềm như thế này thì bạn thấy ha, là tới đây là Uyên đã lấy được cái bóng của cái cô gái này rồi Tuy nhiên thì nó có hơi khác một chút xíu đó là cái bóng ở đây này Nó có một cái màu, một cái tông màu nó hơi xanh xanh đúng không? Trong khi cái bóng của chúng ta ở đây thì cái tông màu nó lại là màu đen Thì lúc này chúng ta sẽ ép một cái màu xanh vào cho cái bóng này Bạn cũng có thể sử dụng cái curve Và sau đó thì bạn cũng ép cho nó một cái clipping mask để nó ép vào trong cái bóng thôi Cái màu xanh này thì bạn check nè nó sẽ là màu blue và màu cyan bạn thấy không màu xanh này nó vừa có xanh dương vừa có xanh ngọc thì lúc này bạn sẽ chọn cái kênh blue này bạn cộng thêm màu uh, xanh vào cộng thêm cái màu uh, xanh vào trong cái phần bóng này ha rồi uh, kênh red này cộng thêm màu cyan vào thì bạn thấy là chúng ta sẽ có được một cái bóng màu xanh này nó không còn màu đen nữa rồi nó thành màu xanh rồi và nó đang đậm quá thì chúng ta giảm opacity nó xuống một chút Bạn thấy ha, chúng ta giảm City đi xuống một chút thì cái bóng của mình nó sẽ ok. Còn cái chuyện mà các bạn kêu là check hình nó bị vỡ hay không vỡ thì là do mình zoom quá như thế này dĩ nhiên nó sẽ phải vỡ rồi bởi vì ở đây bạn thấy không? Viên zoom tới 427% lận, nó quá nó quá to thì dĩ nhiên bạn nhìn nó sẽ thấy nó bị bể. Bạn muốn check nó bể hay không, bạn cứ nhấn control số 1, bạn check ở 100% thôi. Chúng ta cứ nhìn ở hình ở 100% mà nó không bể thì hình của chúng ta nó sẽ không bị bể. Còn nếu mà chuyện mà chúng ta zoom quá trời zoom như vậy thì dĩ nhiên là hình nào nó cũng sẽ bị nhòe thôi làm sao mà nó chính xác được đó bạn thấy là chúng ta sẽ có được cái bóng của cái cô này như vậy là chúng ta sẽ dự, sử dụng luôn cái bóng gốc của nó chứ không phải là một cái hình chúng ta tự vẽ ra còn trường hợp cái bóng ở đây cũng thế ha. tạm thời chúng ta thử check coi xem là cái cô này cái bóng như thế nào bạn thấy này cái bóng nó hơi đổ về phía trước một chút Đó, hơi đổ về phía trước một chút ha. Thì ở đây chúng ta cũng nhân bản cái layer này lên. Sử dụng layer bên dưới nó này, Đặt tên là Shadow. Rồi uh, chọn vào. Chọn vào ở đây. Thì uh, tô đen hết. Rồi chúng ta cũng dùng brush màu trắng chúng ta lấy lại. sẽ có một cái bóng nó hơi rồi cái này chúng ta cũng áp cái màu vào cho nó cái này là do nguyên tô cái brush nó hơi bị đậm á, tôi cái brush nó hơi bị đậm thì đang nhìn nó không có được uh, chính xác lắm, tạm thời biến bỏ đi ha. rồi trong trường hợp nếu mà các bạn muốn tự tạo bóng cho cái hình này, bạn có thể là ở đây mình sẽ không có uh, sử dụng hình gốc nữa, bên sẽ tự tạo cái bóng cho nó, thì ở đây bạn có thể thấy ha, cái bóng mình nó sẽ hơi trích uh, ra ngoài một chút như vậy, bạn có thể tạo một cái layer mới này tạo một layer mới nha Sau đó là chúng ta sẽ dùng brush các bạn trích cái màu của cái hình nền này, trích cái màu của cái hình nền này. Rồi, các bạn sẽ sử dụng brush chúng ta tô vào. chúng ta sẽ dùng brush chúng ta tô vào một chút ha thì cái phần chỗ này là do nó đứng thì ở đây chúng ta sẽ phải tạo thêm một cái brush mờ mm mờ nữa và để opacity thấp thôi có con chuột khó vẽ quá. <laughs> cái này nếu mà chúng ta dùng um, Wacom dùng cái bút á các bạn tô, ở đây là do chúng ta chọn một cái opacity thấp này, sau đó là chúng ta tô vào những cái lớp bóng mờ mờ đây. Và có một cái trường hợp nữa là chúng ta có thể sử dụng cái uh, brush, các bạn mở cái bảng brush này ra. Xin lỗi, brush setting F5 Đó, đó trong cái bảng brush này khi mà chúng ta sử dụng cái um, cái cái, cái net cọ chúng ta có thể bóp nó xuống này cho nó thành một cái nét cọ dẹp dẹp như vậy này bực con chuột quá đó, khi mà chúng ta dùng cái nét cọ dẹp dẹp như vậy, bên thấy cũng có nhiều người họ tạo bóng bằng cái nét cọ dẹp này, người ta click vào. Đó, bạn thấy này. Đó, người ta click vào những cái như thế này. Người ta tạo thì cái này tùy theo cái độ mà mình click thôi. Độ mình click với những cái chỗ ở chỗ này. Do bên dùng chuột bên không canh được, bên xài qua com quen rồi. nó sẽ có dùng chuột nó uh, click vào những cái chỗ bóng nó chúng ta tạo ra thì ở đây là nó do chúng ta trích màu từ cái cái hình gốc của mình cho nên là khi mà chúng ta tô vào nó cũng sẽ chính xác hơn còn cái chuyện mà cái bóng nó bị ngược ánh sáng bạn cũng vẫn phải như vậy thôi bạn cũng vẫn tạo ra một cái một cái vùng trọn nào đó chúng ta tô vào thì lúc đó chúng ta cũng tự tạo được cái bóng cho mình bằng cái um, brush như thế này và ngoài ra nữa thì thay vì ngoài cái bóng á, là chúng ta còn một cái bước cuối cùng nữa là chúng ta có thể sử dụng dot and burn dot and burn nghĩa là chúng ta sẽ cân chỉnh lại cái ánh sáng của người như thế này vì lấy ví dụ ha đây là những cái lớp mà chúng ta đã hiệu chỉnh rồi bây giờ là muốn cân chỉnh lại sáng tối cho cái hình này bạn có thể là dùng curve này dùng curve ha bạn cũng add cho nó một cái clipping mask thì trong cái curve này bạn sẽ cho nó hơi tối xuống một chút hơi tối xuống một chút như vậy ha đổi nó thành Luminosity là về ánh sáng thôi. Rồi lúc này bạn sẽ cần y ngắn này, che hết cái layer này đi. Rồi bạn dùng brush. Rồi bạn dùng brush ra, bạn sẽ tô vào trong những tô màu trắng vào trong những cái chỗ nào mình cần làm cho nó tối hơn. Đó ví dụ như là những cái chỗ này mình muốn nó, nó tối hơn, chẳng hạn hoặc những cái chỗ này, nó muốn nó tối hơn, thì bạn sẽ tô vào trong cái layer này. hoặc là cái đôi giày này bạn thấy cái đôi giày này nó đang bị sai này, là vì cái ánh sáng ở đây ha cái vùng này đang rất là sáng trong khi đôi giày này nó lại tối quá thì ở đây là bạn có thể cũng sử dụng một cái curve như thế này luôn và bạn tăng cho nó sáng lên bạn tăng nó sáng lên nó tăng nó sáng lên như thế này rồi ở đây chúng ta sẽ cần chôn y ngắn này nghịch đảo nó lại rồi dùng ở bên ngoài này ha chúng ta sẽ tô một cái lớp màu trắng cái brush màu trắng vào cái phía bên ngoài này thì bạn thấy này đó là nó sẽ sáng hơn Đó. nó sẽ sáng hơn, tùy theo nhu cầu mình thôi. Đó ví dụ những cái phần bên này mình muốn cho nó sáng hơn thì mình cứ tô nó vào. Dùng cái công cụ um, cơ pha, bạn thấy bên dùng curve thôi. Phần này mình muốn cho nó sáng hơn này, đó. Nghĩa là mình cứ muốn phần nào sáng hơn thì mình sẽ dùng cơ phần tô vào, rồi vùng này cho nó tối hơn này. Rồi ví dụ như cái bên này cho nó tối xuống bạn thấy này bên tắt mở đi nha mình sẽ thấy là nó sẽ hơi tối xuống một chút như thế đó cái này bên rút nó lại à thôi đang đang clipping mask không rút được đó bạn thấy này ở bên tắt mở đi thì bạn thấy là cái chân nó 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 nó, nó có khối hơn đó cái ánh sáng này ánh sáng này nó bị thay đổi nè đó cái ánh sáng ở đây đang là trắng à bên này tối này, bây giờ mình sẽ đổi ngược lại này, bên này nó tối hơn, bên này nó sáng hơn thì mình bạn thấy nhìn nó sẽ có khối hơn. cái này thì mình cần thời gian, nghĩa là bạn cần thời gian, bạn cứ ngồi, bạn tô vào trong cái layer curve này, một cái thì bạn chỉnh cho nó tối xuống, một cái bạn chỉnh cho nó sáng lên, sau đó là chúng ta cứ dùng brush chúng ta tô vào trong cái layer mask của nó, chúng ta cũng có thể cân chỉnh được cái ánh sáng. bạn thấy ở đây à, đó, ánh sáng của cái chân nó đã khác rồi nè rồi chúng ta cũng có thể tô tiếp ở trên cái người phía trên này cũng vậy để opacity thấp thôi nó tắt mở đi này thấy ha thì đó là cái cách mà chúng ta cân chỉnh lại là sau khi chúng ta ghép vào xong rồi chúng ta sẽ phải cân chỉnh lại những cái như vậy nghĩa là về ánh sáng tùy theo mình cảm nhận như thế nào mình sẽ tô vào cái bóng mình cũng sẽ tự tô vào và cái vùng sáng tối này mình cũng sẽ tô vào để cho nó phù hợp với lại cái ánh sáng cái nguồn sáng của mình cái hình này chúng ta cũng nên tô lại sáng tối này cho cái hình thằng nhóc này nó nổi lên một chút nó sẽ đẹp hơn đó thì làm những cái kỹ thuật mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta áp vào chúng ta làm. Và ở đây thì Uyên có một cái hình. Rồi ở đây ha, đó ví dụ cái hình này. Cũng là một cái Uyên ghép vào thôi. Đó, đây là hình thằng nhóc. Thì Uyên cũng có đính kèm ở trong cái folder stock một cái folder stock thằng nhóc này và một cái hình background thì các bạn muốn làm thử thì bạn cứ lấy cái hình mà uyên cung cấp bạn làm thử xem như thế nào ha đó là cái hình đó cái file mà mình hiệu chỉnh này sau khi uyên hiệu chỉnh thì nó như thế này bằng tất cả những cái kỹ thuật mà nãy giờ uyên hướng dẫn cho các bạn cái hình này tỷ lệ bạn có thể hiệu chỉnh lại ha thì tùy theo mình thôi tại vì cái này uyên vừa làm livestream uyên vừa làm nên là nó cũng không có kỹ lắm đó thế nên uyên, Uy làm uh, hướng dẫn cho các bạn về những cái kỹ thuật đó thôi thì ở đây ấy, là uyên có stop nè đó những cái stock này hầu như là những cái stock uyên từ adobe stock về nên là nó cũng có bản quyền á thì các bạn cứ sử dụng đi không sao đâu uyên <laughs> uyên đã đau bản quyền về rồi đó hoặc là những cái như cái này đó bạn cứ thử ghép vào xem như thế nào trong những cái uh, kỹ thuật mà Uyên vừa mới hướng dẫn cho các bạn. Bạn nói chung là khi mà chúng ta cắt ghép mà chúng ta muốn làm cho nó nhìn cho nó thật á thì bắt buộc chúng ta phải có thời gian ngồi làm tỉ mỉ thì nó mới ok được chứ còn nếu mà chúng ta không làm tỉ mỉ thì nó sẽ không có được giống thật đâu. Cái này là Uyên cũng làm cũng không đến nỗi không không đến nỗi tỉ mỉ lắm. <laughs> ờ ừ, bây giờ hai uyên sẽ check thử xem các bạn có những cái câu hỏi gì ở trong comment để uyên trả lời cho các bạn nha mọi người có có câu hỏi gì liên quan đến cái nội dung này thì mọi người hỏi nha tại vì uh, comment nhiều quá uyên không đọc hết được nữa comment nhiều quá. Cách xác định đường chân trời Tìm stock <laughs> Làm sao để đường kiến bò bám vào vật thể? À... À cái lúc mà Uyên chọn người không phải là Uyên sử dụng cái MQ tool đâu mà là Uyên chọn Uyên dùng cái công cụ mới của Adobe Photoshop CC 2020 á. Nó có một cái công cụ mình chỉ việc, mình chỉ việc vẽ một cái vùng chữ nhật như vậy thôi, tự động nó sẽ chọn uh, vùng chọn cho mình á. Mấy cái mà như là thu phóng con trỏ brush thì những cái này đã Uyên có hướng dẫn nhiều lắm rồi á. Cho nên là bạn uh, có thể coi những cái cơ bản đó được rồi nha. Giờ mà ngồi giải thích với cái đó nó mất thời gian lắm. Ờ à, ghép mặt thì nó cũng giống y chang nãy giờ uyên hướng dẫn cho các bạn thôi các bạn cứ lấy một cái mặt nào đó bạn cắt qua sau đó bạn cũng hiệu chỉnh y chang như những cái gì nãy giờ uyên hướng dẫn luôn nghĩa là bạn cứ đặt những cái tỷ lệ mắt mũi miệng vô cho nó khớp sau đó là bạn hiệu chỉnh về hue saturation về ánh sáng này nọ là tự động nó sẽ khớp lại thôi nãy giờ mình hiệu chỉnh nó cũng sẽ giống như vậy mà cho nên là cái chuyện mà kỹ thuật là Uyên hướng dẫn như vậy Còn khi mà chúng ta ứng dụng vào Chúng ta có thể ứng dụng được vào nhiều cái trường hợp khác nhau Chứ không phải là chúng ta chỉ ứng dụng được vào một trường hợp này không thôi Cho nên là khi mà chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật rồi Bạn có thể cắt ghép uh, cắt ghép mặt hoặc ghép người Hoặc ghép bất cứ một cái gì đó tùy tùy ý của bạn Clip mà về clipping mask thì Uyên có hai cái clip về clipping mask trên trên kênh youtube của Uyên luôn rồi Bạn cứ lên youtube Uyên bạn search clipping mask thì Uyên photoshop thôi Mask color thì nó cũng có hiệu quả nhưng mà nhưng mà nó cũng tùy hình à tại vì nó là auto mà, auto cho nên là không phải hình nào nó cũng ok hết. xác định đường chân trời ha. À, để bên để bên uh, hướng dẫn lại cái cách xác định đường chân trời nha. Để bên kiếm một cái uh, stop khác cho chúng ta dễ nhìn. Đợi đợi các bạn đợi bên một chút. À, nhiều người hỏi Uyên là tại sao Uyên không live stream vào thứ bảy chủ nhật hay là vào buổi tối bởi vì ban ngày nhiều người còn phải đi làm á thì thực ra là Uyên chỉ rảnh được vào ban ngày thôi Uyên Uyên không có rảnh vào buổi tối cũng như là Uyên cũng không có rảnh vào thứ bảy chủ nhật tại vì không có ai trông con cho Uyên hết Rồi ví dụ hai mình có một tấm hình như thế này với tấm hình như thế này là một tấm hình mà nhà ga thì tại vì Uy, Uy, mục đích mình lấy cái tấm hình nhà ga cho các bạn dễ nhìn thôi thì ở đây chúng ta có một cái công cụ là cái light tool này đó với cái công cụ light tool này ha các bạn sẽ sử dụng để chúng ta vẽ theo những cái shape của cái hình này với đây ví dụ như là ở đây này nó có những cái shape nó có những cái đường này xéo vô này đó bạn sẽ vẽ dọc theo cái đường xéo vô như thế này rồi chỗ này cái đường ray nè, xéo lên nè. Đó, rồi cái đường ray này nữa, nó lại xéo lên tiếp nè. Rồi cái đường chỗ này, kéo vô nè. Đó, bạn thấy, nghĩa là chúng ta cứ nhìn tất cả những cái ở trên hình của mình á. Đó, những cái trên hình của mình này, nó có những cái đường như thế nào thì chúng ta cứ nối những cái đường nó vào thôi. Nè, nó nối những cái đường nó vào này Thì tự động khi mà chúng ta nối theo cái shape, cái hình của mình ở đây, đó bạn thấy này khuyên nối vào tất cả những gì yên nối ở đây nó đều là nối theo cái hình của mình hết Ở đây Huyên giảm opacity cái hình này một chút cho các bạn dễ nhìn Các bạn thấy này Thấy không? Là yên nối theo cái hình nha Tất cả những cái đường Huyên vẽ nó đều là theo cái hình của mình Uyên đổi màu cái shape này đây coi Đó bạn thấy nào Uyên vẽ theo cái shape này hết thì tự động tất cả những cái đường line mà mình nối từ cái hình của mình vào nó nằm ở trong cái điểm hội tụ như thế này thì lúc này nằm ở cái điểm ở đây thì lúc đó chúng ta sẽ vẽ một cái đường line ngang bạn thấy này vẽ một cái đường line ngang thì cái đường line ngang này có thể là uyên sẽ cho nó dày hơn một chút đi cho các bạn dễ nhìn đó vẽ cái đường lai ngang dày hơn một chút này cho màu đỏ luôn này, Ê, màu uh, xanh này đi, màu vàng đi đó thì ở đây đó là cái đường lai ngang này nó sẽ chạm vào nó sẽ chạm vào trong cái điểm hội tụ này thì đối với cái đường ngang mà chạm vào cái điểm hội tụ này nó sẽ là cái đường chân trời đó đây sẽ là cái đường chân trời của chúng ta và chúng ta sẽ xác định dựa trên cái đường chân trời này nghĩa là chúng ta cứ tìm ở trên hình của mình tất cả những cái điểm nào cho nó hội tụ về một điểm thì chúng ta vẽ một cái đường ngang qua cái điểm đó cái điểm đó nó sẽ gọi là cái đường chân trời rất là dễ thôi đó, cái hình này cũng vậy đó ví dụ như cái hình này đi ha đó hình này là chúng ta có thể thấy này cái cầu này vẽ lên đây cái cầu này kéo qua đây đó rồi cái đường line chỗ này bạn thấy này kéo vô này rồi đường line chỗ này kéo vô này bạn thấy chưa là mặc định là khi mà chúng ta nối tất cả những cái đường nào ở trên hình của chúng ta chúng ta nối vào thì tự động nó sẽ hội tụ lại một điểm ngay cái đường chân trời đó đó là những cái đường mà chúng ta vừa mới nối này bạn thấy chưa nó sẽ Hội tụ nó chạm lại ngay cái đường chân trời này ngay cái khúc ngang này là đường chân trời của mình thôi thì chúng ta cứ khi mà chúng ta ghép hình ấy, chúng ta cứ kéo hai cái đường chân trời cho nó chồng lên nhau là lúc đó chúng ta scale dựa trên cái đường chân trời này lúc nào nó cũng sẽ đúng cái tỷ lệ của mình hết tùy ha nó sẽ có một vài trường hợp cái đường chân trời nó sẽ không giống nhau ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ cho các bạn xem trường hợp nào mà cái đường chân trời nó không giống nhau ví dụ như ở đây uyên có một cái hình như thế này rồi tiếp theo nữa thì Uyên sẽ có một cái hình Hình này chẳng hạn đi ha Hồi nãy bạn nào hỏi Uyên là cái công cụ á, Đây này nó có một công cụ là Object Selection Tool Uyên chọn cái Object Selection Tool này Vẽ một cái đường, vẽ một cái hình chữ nhật thôi Bao quanh cái chủ thể của mình Thì tự động nó sẽ auto, nó sẽ đọc Đó, tự động mà thấy ha, nó sẽ đọc nó sẽ chọn cái hình của mình. Ở đây nó hơi uh, lem nhem một xíu thì bạn sẽ sử dụng những cái công cụ khác để chúng ta cân chỉnh lại. Tuy nhiên thì ở đây Uyên đang làm mẫu cho các bạn thôi nên Uyên cũng không cần phải đẹp lắm đâu. Uyên chọn đúng cái chân này cho các bạn dễ nhìn. Rồi. Thì ở đây á làm khi mà chúng ta có một cái hình như vậy Ồ oh, chọn cái này nữa đi nhìn nó lem nhem ghê quá ví dụ ở đây ha bạn thật để ý nè cái đường chân trời của cái hình này á nó nằm ngay cái mắt cá chân của các anh này luôn nè đây ha ví dụ như là bây giờ uyên vẽ nó vẽ cái này như cái, cái đường hội tụ này uyên vẽ nó vô nè đó uyên vẽ cái đường hội tụ này vào thì bạn thấy không nó có nó hội tụ ngay một cái điểm ở đây thì cái điểm ở đây á, nó vào ngay cái chân của cái anh này bạn thấy không đó nè nó vào ngay cái phần mắt cá chân xác định ha đường chân trời là ngay cái phần mắt cá chân của cái anh này rồi bây giờ ví dụ như là uyên ghép cái hình này vô một cái background khác Ctrl C qua một cái background đâu rồi ta rồi, ví dụ in dán vào background này đi bạn thấy à, khi mà in dán cái hình anh này vào background này nếu mà đặt vị trí ở đây bạn thấy là cái đường chân trời nó bị sai không tại cái đường chân trời của mình nó nằm ở đâu góc ở đây này mà nó ở đây bạn tính không ngang ra đây là nó nằm không nằm ở trong phạm vi cái chân của cái anh này thì lúc đó cái hình của mình nó bị sai còn trong trường hợp đó, nếu mà chúng ta kéo cái đường chân trời sát lên đây kéo cái người này sát lên đây cho nó khớp với cái đường chân trời của mình thì bạn thấy là lúc này cái tỷ lệ nó mới đúng nó mới đúng cái tỷ lệ đó tuy nhiên thì ở đây á, là bạn thấy cái hình của mình nó sẽ hơi 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 to hơi lệch còn trường hợp nếu ở đây chúng ta di chuyển cái người xuống và cái background này, chúng ta di chuyển nó xuống này cho nó khớp với lại cái đường chân trời ở đây. Bạn thấy không? Đó, thì lúc này ở trên đấy nó bị hụt, bạn sẽ kéo nó lên một chút xíu hoặc là bạn ghép cái gì đó vào ở phía trên. Miễn làm sao chúng ta phải ghép được, canh được cái đường chân trời nó sát vào với cái anh này. Còn trong một cái trường hợp khác, khi Uyên cũng sử dụng cái layer, cái anh này, nhưng mà Uyên ghép vào cái background này chẳng hạn đi. Mình ghép vào background này chẳng hạn ha. Thì bạn thấy này, nếu bây giờ bên đặt cái đường chân trời ở đây ngay đúng cái 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 chân của anh đó, bạn thấy không? Đúng cái chân, nghĩa là lúc này hai cái đường chân trời nó khớp với nhau rồi, nè, hai đường chân trời nó khớp với nhau rồi. Tuy nhiên bạn nhìn bạn thấy nó 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 sai sai đúng không? Nhìn nó rất là sai, tại vì cái hình này này là do chúng ta chụp á. Đó, khi mà chúng ta chụp nó 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 cái góc chụp của nó khác, cái phối cảnh của nó khác. Nên là khi mà chúng ta ghép cái người này vô như vậy, bạn thấy là nhìn cái hình nó, nó cái người nó rất là to luôn, rất là to, rất là khổng lồ như vậy. Bởi vì cái, cái, cái góc chụp của chúng ta nó nhìn nó khác nhau. Cho nên là tùy trường hợp thôi. Nghĩa là chúng ta có một cái đường chân trời để làm mốc, nhưng mà không phải trường hợp nào chúng ta ghép theo cái đường chân trời nó cũng chính xác cả. Bởi vì uh, nhiều khi chúng ta ghép xong ra nhìn nó khổng lồ như vậy này, nhìn nó rất là to mặc dù cái đường chân trời nó khớp với nhau rồi, cho nên là nó cũng tùy hình nha các bạn nha, không phải là hình nào chúng ta cũng áp dụng một cái mà máy móc như vậy được. Còn trong trường hợp này, khi mà chúng ta ghép cái hình anh này vô như vậy bạn thấy không là nó nó đúng theo cái đường chân trời. Bạn nhìn thì nó vẫn ok nhưng mà về cái tỷ lệ bạn thấy nó rất là to. Nó rất là to. Còn nếu mà bây giờ chúng ta muốn scale cái hình anh này vào đúng với cái đường chân trời ở ngay cái mắt cá này, và bây giờ chúng ta scale nè. Bạn thấy không? Đó. Scale thì nhìn nó cũng rất là nhỏ xa tít mù khơi nó mới nó mới chính xác được với cái tỷ lệ còn không thì chúng ta để nhìn nó rất là to nhìn nó rất là giả dạ. thì trong trường hợp này nó cũng không không phù hợp lắm đó theo yên thấy là như vậy mà thấy không nó không phù hợp lắm khi mà chúng ta ghép một cái mà nó quá trời nhỏ xíu xíu như thế nó cũng không ổn cho nên là theo bên thấy là nó cũng tùy tùy hình không phải hình nào chúng ta cũng à, làm một cách máy móc bạn cứ dựa trên một cái nền là như vậy nhưng mà chúng ta có thể à, sử dụng linh hoạt hơn thay đổi hơn để chúng ta có thể làm được cái, cái hình của chúng ta làm sao nhìn cho nó ok nhất còn trường hợp mà mấy bạn hỏi về cái bóng á, thì có lẽ là uyên sẽ dành cái đó vào một cái video khác nha để uyên hướng dẫn cho các bạn về một cái video khác để tạo cái bóng này bởi vì cái này nó liên quan đến một cái kiến thức khác nữa rồi nó kiến thức về ánh sáng cái, cái, nghĩa là cái nguồn sáng á. bạn phải xác định được cái nguồn sáng như thế nào thì lúc đó chúng ta mới có thể xác định được về cái cái hướng bóng của mình như thế nào cho nó phù hợp và nó còn tùy thuộc vào cái mức độ ánh sáng nữa nghĩa là ví dụ là ánh sáng mà mạnh á, thì cái bóng của chúng ta nó sắc rồi ánh sáng mà yếu thì cái bóng của chúng ta nó mờ nghĩa là nó còn đi theo nhiều cái lý thuyết khác nữa chứ không phải chỉ riêng gì về một cái lý thuyết như thế này và trong ngày hôm nay thì uyên chỉ cố gắng làm sao cho các bạn ghép một tấm hình vào nhìn cho nó hài hòa còn cái chuyện là chúng ta ghép cho nó thật ghép cho nó thật và về cái ánh sáng về cái nguồn sáng đó thì uyên sẽ uh, có một cái video khác đi một cái buổi live stream khác uyên sẽ nói riêng về cái chủ đề này cho các bạn cho nó cho nó dễ bởi vì bây giờ nếu mà uyên giải thích những cái bóng nó ra thì nó rất là mất nhiều thời gian nữa bởi vì nó liên quan tới nhiều thứ quá you <laughs> bức ảnh chụp trong nhà bức ảnh chụp trong nhà thì cũng còn tùy ảnh nữa chứ không phải ảnh nào cũng có đâu Uyên lấy ví dụ như là chúng ta có những cái ảnh mà chụp chân dung á chụp chân dung xong ở sau này các bạn xóa phông mù mịt đi chúng ta đâu còn thấy đường chân trời nữa đâu hoặc là ví dụ như uyên này đang chính diện này bạn thấy không uyên đang ngồi chính diện như vậy thì ví dụ như cái bàn này nó chỉ có những cái đường lai thẳng thôi nó không có cái chiều sâu nó không có chiều sâu thì chúng ta đâu có phối cảnh đâu nghĩa là chúng ta cũng còn tùy hình nữa không phải hình nào chúng ta cũng có thể xác định được trùng à, đường chân trời khác tỷ lệ dùng quáp chỉnh ông anh chụp ảnh vô thành phố đêm trăng nó được không chị cái này bạn làm thử đi bạn làm thử nếu bạn nhìn vô cảm thấy là nó hài hòa thì nó ok cho nên là khi mà theo như Yên thấy á lúc mà chúng ta canh canh ghép hình mà theo đường chân trời nó sẽ có hai trường hợp một trường hợp là nó sẽ nhìn y chang như thật luôn nhìn y chang như thật là ở ngoài là bởi vì nó đúng cái tỷ lệ của cái phối cảnh là do cái background của chúng ta và cái người nó chụp cùng một cái góc chụp cùng một cái góc chụp thì lúc đó nó sẽ khớp lại với nhau. Còn một cái trường hợp nếu mà chúng ta áp dụng đúng cái đường chân trời đó nhưng mà nhìn nó không thật, nhìn nó không thật đó là bởi vì cái background và cái hình chụp bằng hai cái góc chụp khác nhau. Ví dụ background bạn chụp thẳng như thế này mà cái hình bạn chụp hơi xéo xuống như vậy hoặc là hơi xéo lên như thế này nó sẽ hơi khác nhau một chút cái góc chụp hơi khác nhau một chút thì cái đường chân trời nó sẽ bị lệch nó bị lệch thì lúc đó chúng ta ghép vào nó sẽ không có phù hợp nó không có giống nhau được thì trong trường hợp nếu mà chúng ta ghép vào mà nó không giống nhau như vậy thì chúng ta chỉ sử dụng để chúng ta ghép một cái gì đó nó 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 siêu thực hay gọi là mấy cái hình manipulation mà siêu thực á, thì lúc đó chúng ta mới có thể sử dụng cái đó được thôi nó sẽ có hai trường hợp như vậy đó chỉnh màu da khi ghép đầu vào người khác cái này uyên nói uyên nói hồi nãy rồi nha tại vì uh, nó cũng chỉ sử dụng những cái hiệu chỉnh về ánh sáng màu sắc giống như thế thôi, bạn cứ cố gắng thực hành nhiều vào chúng ta sẽ quen. Rồi ok. Uh, nãy giờ Uyên livestream cho các bạn cũng một tiếng rưỡi rồi đó. Thì bây giờ Uyên sẽ ngưng cái livestream này ở đây ha. Nếu bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào bạn có thể để lại comment ở bên dưới. Bởi vì uh, sau khi mà Uyên ngưng cái livestream thì có lẽ là hình như cái cái cái, um, cái live chat này nó không có được lưu lại. Cho nên là chúng ta cứ comment ở bên dưới video thì nó sẽ còn lưu lại đó và Uyên sẽ đính kèm những cái file mà Uyên sử dụng để uh, Uyên trình bày trong cái livestream này cho các bạn. Bạn có thể uh, đao về và chúng ta thử thực hành trên nó cũng như là chúng ta làm ra những cái hình khác xem như thế nào. Và ngoài ra thì uh, Uyên có một cái group, Uyên có một cái group Facebook á, cái group mà làm chủ Photoshop CC 2018 á, bạn cũng có thể uh, join vào trong cái group đó bởi vì Uyên sử dụng cái group này để uh, giao lưu với lại các bạn ở trên uh, YouTube của mình luôn. Cho nên là chúng ta có thể join vào trong cái group mà làm chủ Photoshop CC 2018 và bạn uh, có có ghép được cái ảnh nào mà ứng dụng những cái kiến thức mà Uyên chia sẻ cho các bạn trong cái buổi livestream ngày hôm nay á, bạn ứng dụng được vào bạn ghép một cái ảnh nào đó, bạn cứ up lên trên cái group làm chủ Photoshop này thì um, Uyên sẽ coi và Uyên Uyên góp ý cho các bạn nha. Và